Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox cộng một nhảy cho mỗi giây nha mọi người. Đây là kênh tiếng Việt, còn kênh tiếng Anh của nó thì tôi biết, nhưng mà thôi thì tôi sẽ để cho mọi người đọc, chứ tôi đọc tôi cũng hơi rối não một chút. Rồi, thì ở đây game này của nó là game thể loại chắc là simulator mọi người. Đấy là mình sẽ cứ mỗi giây là nó sẽ cho mình là một cộng một lần nhảy cao, cộng một mét nhảy cao nha mọi người. Đấy có nghĩa là ví dụ như tôi chơi càng lâu, ví dụ tôi chơi 9999 giây là tôi sẽ nhảy được một lần nhảy của tôi gần 10.000 cây số. Uầy, 10.000 cây số là ra khỏi vũ trụ luôn đấy, chứ chẳng đùa đâu. Cái gì cần khí quyển của trái đất hình như là chỉ có 400 mấy km thôi. Đấy. Rồi, đó đây, nhưng mà do là tôi là premium mọi người. Đây premium player sẽ được cộng thêm 2 zoom cho mỗi giây. Trời ơi. Còn gì để mà nói nữa, tôi chưa gì là tôi đã lên được 279, tôi nhảy một phát. Đấy, mọi người thấy không, mỗi lần nó sẽ cộng là nó cộng cho tôi 3 giây hả? À cộng thêm 2 giây nữa, với lại 1 giây mặc định của game nữa là tôi được 3 giây cùng một lúc. Ủa xôi, nó ngon. Uê, tính ra là tôi tính ra là tôi gần như là sinh ra gần vạch đích luôn đấy mọi người. Đấy, tính ra là tôi sinh ra gần vạch đích luôn. Rồi, ở đây ha mọi người thấy không? Đấy, được 300 mấy thì tôi nhảy chưa cao bằng cái này luôn mà. Có nghĩa là tôi phải nhảy win cái này nha, tôi phải nhảy win cái này thì tôi mới được cộng nha mọi người. Hơi bị khó đấy, nhưng mà khi mà tôi win cái này thì tôi không biết là nó có reset cái power nhảy của tôi không, bao zoom không nữa chứ. Ủa bây giờ nhảy chưa tới luôn nè mọi người. Đấy, tính ra mà nếu như mà tôi đã cộng như vậy rồi mà nó đã lâu thì tôi không biết là nếu như mà chơi mà theo kiểu ủi cái gì đấy, cái này có lần này nó có cái này luôn à, ngon vậy. Tôi không biết là khi mà nếu như mà chơi mà theo kiểu là gọi là người bình thường chơi á thì không biết bao lâu là mới có thể nhảy lên được trên này. Đây đấy, tôi là đi nhanh gấp 3 lần người bình thường rồi đó mà tôi còn lên như thế này. Rồi cộng một win ở phía trên nha mọi người, ở trên kia tôi thấy là cộng một win nè. Đó, mọi người thấy gì chưa, hãy cộng một win, sắp lên được rồi. Cố là một chút xíu đó thôi. Trời ơi, chắc cầm chừng 450 là tôi lên được. Tôi nghĩ là cầm chừng 450 là lên được, nên là giờ đứng đợi 450 thôi. Bây giờ mỗi lần cộng 3 giây lượng ngoài sở gì. Thấy không, tôi cũng lên được top rồi nè mọi người. Thôi, server này toàn những người mới chơi không à. hồi đấy tôi có chơi thử, tôi vô toàn cái server trên cao không à, toàn là những người cao cấp không à. Hãy ra vô nha. Trust cộng 1 win. Rồi một win này mình sẽ được cái gì? Một win này mình sẽ được đi mở pet nha mọi người. Nhưng mà thôi, tôi nghĩ là tôi không nên đi mở pet. Tôi sẽ đi qua bên này. Ồ, VIP hả? Premium với VIP nó khác nhau không nhỉ? Tại vì ở trong này nó có shop. Shop này có VIP. À shop này có zoom. Zoom per second. Rồi cái gì nữa ta? Zoom per second. Ủa, tôi đâu có thấy VIP đâu ta? Không thấy game pass VIP nha. Thì có khi nào là premium mình vô được không? À không, mình phải mua VIP tower thì mình mới vô được. Thề cái chất này. Ôi thôi chết tôi rồi, cái này nhảy sao? Ủa này, cái này nếu như cô vô là nó trừ cô một. À. Ôi thì khi tôi cộng một win là nó reset cái power của tôi luôn kìa. Hát con tức không chứ. Con có tức không mọi người? Mọi người thử nghĩ hỏi coi có tức không? Tức chứ. Nó reset cái power của tôi rồi. Trời đất ơi. Vừa phải thôi chứ. Cộng đâu có dễ đâu. Quá đáng thiệt. Ok, tôi sẽ mua 50 win nha mọi người. 50 win cái nào nó cũng rẻ mà, 50 win có nhiêu đâu. Có 100 Robux chứ nhiêu. Hộp xác 50 win. Tôi sẽ mua hai con bé này. Cộng cho 50. Quá đáng thiệt chứ. Nghĩ sao cho ra con 57% trời. Mà cộng có 20 à. Nó bèo nữa chứ. Mèo ăn công cất mèo nữa. Mua thêm con nữa. Đừng ra 57. Còn gì để mà nói nữa đâu. Nó quá đáng quá mà. Tôi sẽ mua thêm một con này nữa. Zoom 12. Trời ơi. Biết vậy tôi khỏi mua cho rồi đi. Ok, họ nhảy một phát một là lên tới nơi luôn rồi mọi người. Bây giờ là cộng thì nó cũng nhanh lắm rồi. Nên thôi đành chấp nhận thôi. Bây giờ mỗi lần là tôi lên thì nó cũng khá là ổn đấy, mọi người thấy không? Thấy lên nhanh không? Đấy. Bây giờ là tôi hiểu rồi. Từ bên này cũng có thể nhảy qua bên kia được không? À bên kia được cộng mấy bên kia cộng mấy lần, cộng mấy lần thắng nha. Không thấy coi. Cộng mấy lần thắng nha. Ôi cộng 4 lần win luôn mọi người. Uầy.
Nếu như chỗ này mà tôi nhảy để mà nó nhảy cao hơn nữa thì như thế nào ta? Tại vì chỗ này có người để có 1.400 lận nè. Tôi không biết là có nên không ta. Thôi mình nghĩ là mình nên tiết kiệm đi. Mình nên chạm vô đi để nó reset lại đi. Đấy. Rồi đó, nó reset rồi đó mọi người. Đấy, bây giờ mặc định của tôi là mỗi lần xong là sẽ được cộng thêm 100 mấy bước nhảy. Nhưng mà ý là bây giờ mình có cái con bet nào để mà mình có thể cộng cho nó cái này nó ổn thỏa hơn không nhỉ? Ví dụ như là mình cộng, ví dụ như tăng thêm, ví dụ như bao nhiêu đó một giây chẳng hạn. Ví dụ như bây giờ tôi đang có cái này, ví dụ như tôi mua thêm một cái này là 198 nè. Này là bao nhiêu? 98 nè. Này là bao nhiêu? Cái này thì chắc là cũng 298 luôn. Ôi kinh vậy. Bây giờ phải đợi tới 450 tôi mới nhảy lên trên kia được. Con game này nó điêu mọi người, con game này nó điêu với tôi. Thề chứ. Tôi cứ tưởng đâu là nó sẽ nó sẽ giữ luôn cái power zoom chứ hóa ra là mình cũng phải cũng phải trời thiệt á chứ. À ở đây mình có mỗi lần mình win là mình sẽ mua được mấy cái thứ này. Có speed coin nè, cái này tôi đoán là chắc chắn là speed coin nè, nên là thôi mình khỏi mua cái đó đi. Tôi còn đang còn 4 win hả? 4 win thì mình mua được cái thứ gì ta? Bây giờ hiện tại bây giờ tôi mua cái 20 win mà nó ra toàn 57 không thì tôi thấy nó cũng hơi bị tức rồi. Tôi thấy nó cũng hơi tức rồi. Nhưng mà trong này thì mình có thể mình có thể combine 3 con để tạo thành một con nó ngon. Có lên level nè mọi người. Có lên level. Ok. Có lên level là ngon nha. Lên level là ngon nè, lên level là được. Tôi cứ tưởng đâu cứ mỗi lần cộng là cộng có nhiêu đó thôi chứ. Bạn có cái gì đó nó sai sai ở đây nè mọi người. Có cái gì đó nó sai sai ở đây. Mọi người để ý nha. Đây bây giờ tôi chạm lại nè. Đó 301 nè. Nó cộng lên tới cộng thêm tới 15 bước nhảy trong một giây. Uầy. Đâu ra mà 15 bước nhảy trong một giây ta? Hay vậy? Hay là do cái này của mình nó tăng lên là mình cũng sẽ được cộng cái thời gian nó nhiều hơn ta? Chắc chắn là như thế rồi, chắc chắn là như thế rồi. Đây. Để thử nghiệm cho nó chắc ăn thì cô sẽ mua thêm 50 win nữa nha mọi người. Cô sẽ mua thêm 50 win nữa và cô sẽ để dành. Tại vì win càng nhiều thì cô nghĩ là mình sẽ nhảy là cái thời gian nó sẽ cộng càng dài lên. Chính xác luôn. Rồi 67 lần win là cứ mỗi một lần win là cô sẽ được cộng thêm thời gian. Ôi. Như thế này thì tôi cộng win nó nhanh nhất nách luôn chứ. Hey. Nhưng mà vẫn lên level nha mọi người, vẫn sẽ lên level nha. Đây. À, 266 190. Chạm vô cái cứ mỗi lần chạm vô là tôi sẽ làm mấy cái con quỷ này nó sẽ lên level nè. Rồi, hiện tại giờ tôi đang lên level nha. Rồi, để dành thôi. Trời 8.000 mấy bước. Ủa chứ gì? 8.000 mấy lần hả? Trời. Để coi cộng mấy đây. 8.000 mấy thì cô nghĩ là cô sẽ nhảy vô trong này thử nha. Cô sẽ nhảy vô trong này thử. Trời ơi bây giờ nó nhảy cao quá rồi mọi người ơi. Bây giờ cô nói thật sự là tôi là master trong cái khu này rồi. Tôi là master rồi còn nói cái gì nữa. 68 lần win cộng có 2 win là thôi bèo quá. Không có chơi. Cộng có 2 lần win chơi làm cái quách gì không hiểu nữa. Giờ cô ghét rồi cô đi qua bên này cô nhảy. Cô sẽ không đứng bên kia nữa, cô sẽ đi qua bên này. Đây cộng nè mọi người. Đây một lần win là mình sẽ được qua màn tiếp theo nha. Mình sẽ được qua map tiếp theo là map này. Map cái này bên này thì mình cũng sẽ có cũng vậy luôn. Nó cũng là như đó con bé luôn. Nhưng mà cái tower thì nó sẽ cao hơn. Đấy. Tower thì nó sẽ cao hơn nhiều. Ví dụ như bên này thì một lần. Ôi trời. Cao vậy? Ôi thôi, một ôi mọi người có một bước của nó kìa. Ôi thôi ôi, nhưng mà một lần nhảy của tôi thì lên được tới nơi. Trời gần win luôn mà. Ôi trời. Ấy tính ra cô có thể qua được cái map tiếp theo luôn á mọi người. Tại vì bây giờ cô nhảy cao lắm rồi, tôi có thể nhảy ra khỏi thế giới cũng được luôn rồi. Cộng có 2 win thôi bèo quá. Rồi bên này là cô sẽ nhảy qua bên này luôn nha. Không biết có nhảy qua nổi không nè. Qua không? Cô chắc là không qua rồi. Rồi cô nhìn là cô thấy nó không giòn rồi. Tôi nhìn là cô thấy nó không giòn rồi. Không giòn rồi. Trời giòn thiệt. Ủa? 10 win là qua được nè. Nó không cho mình qua kiểu ăn gian như vậy mọi người. Nó không cho mình qua kiểu ăn gian như vậy. Thế nó mới khổ chứ. Ok. Bên này là 100 win. Ủa khoan. Sao tự nhiên tôi thấy nó càng lúc nó càng trừ. À không. Hồi nãy giờ vẫn vậy.
phải là 100 win mới qua được bên này nha mọi người, 100 win mới qua được. Đấy, bây giờ là tôi đang nhảy ở trên gọi là mặt trăng. Đấy, đấy. Tôi chỉ biết có nhiêu đó thôi. Đấy, mọi người thấy chưa? Tôi đang ở trên cái núi ngọn núi ở trên mặt trăng. Nhưng mà bây giờ một lần nhảy của tôi thì có thể là lên được tầm chừng, đối với hiện tại bây giờ nha, là lên được chừng hai cái thôi. Đấy, bây giờ hai cái là hết cỡ rồi mọi người. Tôi nghĩ là càng lên cao là cùng lắm thì chỉ được có một cái tiếp theo, một cái nữa thôi là hết rồi. Đấy, giờ nhảy nè. Ủa, bây giờ sức bật nhảy của tôi là cao nhất trong khu này rồi, trâu bò nhất luôn mà. Bây giờ win nè mọi người coi nè, phải không? Win giờ win có 68, do là tôi nạp lần đầu thôi. Do là tôi nạp lần đầu thôi. Với là con bé nó có gì đâu mà nó ghê gớm đâu. Con bé này bé cùi không à, khổ, bé cùi không à. Lên. Thôi, tôi có thể qua được khu bên này luôn, có thể mọi người. Tôi có thể qua được khu bên đó đấy. Ok, cộng bao nhiêu? Cộng 6 nha. Rồi, nhất nách cho cộng 6 là hay nhất nách cho đây. Tôi reset rồi đó mà vẫn còn cộng 8.000 là mọi người hình dung là mọi người đủ hiểu rồi đúng không? Đã reset rồi mà vẫn còn cộng 8.000 là thấy đủ hiểu rồi. Uầy. Map gần cuối em, map gần cuối à. Đấy, bây giờ là tôi có thể, nhưng mà khoan, bây giờ bình thường á là cái này thì cần bao nhiêu nó sẽ nhảy lên được, thì bây giờ là mình sẽ nhảy thử nha. Để coi bây giờ nếu như đúng 10.000 thì cô đoán thì 10.000 có thể nhảy qua được cái map này rồi. Chỉ cần 10.000 là có thể nhảy qua được rồi. Ủa sao không nhảy lên? À đây 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 đây. Cái khúc này nó cái map này nó làm cái caster kiểu này thì mình dễ nhìn nhầm quá, giống như mình không nhảy á. Này không? Giống như mình nhảy không có cao ấy. À khúc này 9.000 tôi vẫn còn có thể nhảy được hai nấc mà. Vậy là ổn rồi. Lên tới nơi luôn. Trời ơi, vậy là 8.000 là mình đủ phá đảo được cái map này rồi, thề luôn á mọi người. 8.000 là đủ phá đảo rồi. Đấy, đây, lên nè. Nó lên mà còn lố luôn nè, thấy chưa mọi người, thấy chưa? Lên mà nó còn lố. Lên trên này thì mình sẽ được cộng thêm 6 win nữa. Ôi trời, ngon hết sảy còn 7 luôn mà. Rồi, lên được 116 rồi mọi người. Tôi cũng mới vừa mua thêm được một con bé nữa đây, bé cùi này. Đấy. Không hiểu tại sao mà con bé này nó cho được có 30 sức bật à. Đây, 30, đúng 30 sức bật luôn. 30 cộng 30 zoom là sao? Là cộng 30 zoom này là mình đang có là cộng thêm được 30 zoom đúng không? Cũng có nhiêu đó thôi. Sao nó ít dữ vậy ta? Con cũng không hiểu lắm. Đấy, nhưng mà mình có thể qua được cái map cuối cùng rồi. Ai, trời ơi. Cái gì con mình xuân? Phá đảo nhanh quá mọi người. Vâng, con bé thì nó cũng có nhiều đó rồi, phá đảo nhanh quá rồi thiệt sự luôn. Chứ 18.000 thì con nghĩ là cô cũng đủ sức để phá đảo được cái con ghe. Tôi cũng phá đảo được cái map cuối cùng này rồi. Đấy không, mọi người thấy không? Tôi vẫn còn đang nhảy đó, nhưng mà hồi nãy là cô không hiểu tại sao nó lắc hay cái gì đó mà nó không thèm nhảy tiếp. Lên. Đúng rồi. Ôi trời ơi. Tôi cứ tưởng đâu là con game này nó dài lắm, game này mới làm ra chưa làm xong. Nên là tôi phá đảo nó cũng hơi dễ dàng. Đấy. Chỉ cần cống cầm chừng 200-300 Robux thì tôi đã phá đảo được rồi. Đây là dành cho hệ nạp lần đầu nha mọi người. Đấy. Còn những người sau đó thì còn những người thì không có hệ nạp lần đầu thì ok, cố gắng chịu khó cày thôi. Chắc tầm chừng một ngày là mình có thể phá đảo được. Đấy. Phá đảo được cái map hiện tại, cái con game hiện tại, cái gì nó chưa có upgrade, nó chưa có update ra cái map mới. Đấy, cái màn cái map kế bên. Rồi. 116 win nha. Lên luôn nè. Lên. Trời ơi. Sắp phá đảo rồi. Lên luôn. Trời ơi. Còn gì để mà nấu đâu. Ở lâu nấc thang cuối cùng là nấc thang lên thiên đường. Lên luôn. Trời dược luôn mà. Chứ cần quái gì lên. Đấy. Trời ơi. Ủa cô đang ở trong cái khu nào vậy ta? Này cũng không giống vũ trụ lắm, có cộng có 6 win nè. Ủa vậy cái này bên này với bên kia nó khác nhau cái gì mà sao cộng mỗi thứ đều cộng có 6 win nè. À? Thôi nên thôi tôi quyết định tôi sẽ đi về mọi người. Bet này nó không có trade được nha. Bet này nó mà trade được là tôi xe bet bớt cho mấy cái ông này rồi. Đấy, để mấy ông này ổng cũng lên ổng cũng được cộng nhiều nhiều một chút. Đấy, chỉ cái điều là khổ cái là tôi không có được hình nếu như 15 tôi không có trade được. Game này nó không cho trade. Game này cũng không có cho code luôn. Ai trời ơi, vừa chạy nhanh mà vừa nhảy cao nữa, thôi thì bố thiên hạ rồi còn đánh đấm gì nữa. Đây, vừa nhảy cao, bật nhảy là một lần nhảy của tôi là nhảy lên được tới 23.000 cây số, 23.000 km nha.
đó là nhảy một phát là nhảy ra ngoài vũ trụ luôn. Đấy, nhảy một phát là nhảy ra ngoài vũ trụ luôn. Rồi mà đã vậy còn bố đời chạy nhanh nữa chứ, thì thôi chứ con game này làm sao mà còn chịu nổi được nữa. Đấy, bây giờ một lần cộng đây, cô sẽ qua đây cô nhảy một phát một nè. Đấy, cộng full xong. Đấy, đơn giản xong đụng vô cái cô vẫn còn, tôi vẫn còn hẳn 16.000. Tôi vẫn còn hẳn 16.000 nha mọi người. Vậy tính ra là tôi vô cái cộng 1 này thì tôi... À khoan, nếu như tính ra thì tôi có thể qua cái cộng 1 này. Cộng 1 này nè, đó. Cộng 1 win này, do này cô đứng cô nhảy hoài luôn á. Thì mình... Thì cô nghĩ là mình sẽ lên cái win nó sẽ nhanh hơn là mình qua cái map cuối cùng. Tại vì map cuối cùng tôi phải nhảy tới 3-4 lần tôi mới được cộng cái... tôi mới được cộng sức mạnh. À, 3-4 lần tôi chỉ được cộng có 6 sức mạnh thôi. Đấy, ví dụ như bên này cô nhảy đúng một lần là cô lên bà đó rồi. Đấy. Nói không, nhảy một phát một cũng chưa lên hả? Ủa, quê nha. Quê nha, sao không lên đi chứ? Nó còn bên, nó còn... Lên! Lên đi, lên được mà, ừ. Rõ ràng là vẫn lên được mà. Đấy, không, reset xong tôi vẫn còn 16.000 luôn mà. Không hiểu. Đấy, vậy là chắc hồi nãy là do vấn đề là lỗi mọi người. Lỗi kỹ thuật. Đấy. Lỗi kỹ thuật. Lên, đấy, bây giờ này không, cô chỉ cần đứng ngay trung tâm, cô nhảy một phát một là lên nè. À, hồi nãy là tôi biết là cô đụng ở đâu rồi. Mọi người để ý là ngay giữa hai cái này nó sẽ có một cái khớp nối. Đấy, cái khớp nối ngay chỗ này nè, đâu ra ngay giữa cái map có cái khớp nối nè. Quỷ thiệt chứ, nãy nhảy lên từ những cái đụng nó xong phát dính trưởng luôn, thê. Đấy, rồi, cô nghĩ nha mọi người. Khi mọi người đã lên được tới đây thì mọi người đừng ham hố đi qua bên này làm gì. Thà bên này một lần nhảy của nó cộng cho 20 lần win đi. Thì tôi còn cố gắng tôi qua tới bên đó tôi nhảy lên. Tôi nhảy có 5-6 lần chứ không phải 3-4 lần hồi nãy đâu, 5-6-7 lần gì đó. Mà chỉ được cộng có 6 điểm thôi. Ở trong khi bên này tôi nhảy 6-7 lần tôi được cộng tới 12 điểm. 12 lần win nó vẫn ngon hơn chứ đúng không? Thôi qua được qua chứng chi luôn. Đấy. Rồi ok, thì tôi sẽ dừng video này cả đây thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này đừng quên like cho mình một like, một share và đừng quên subscribe cho kênh của mình để nhận thêm nhiều video mới nha. Bye bye.